Ta ngồi đây khóc than lòng ta với mây trời, đôi lời thương nhớ cho người đã xa rồi. Sao nỡ chia xa chẳng chẳng nơi đơn đau như sẽ đôi. Anh từng nói sẽ cưng mình em mỗi em mà, gieo ngàn thương nhớ để giờ đây vẫn rời xa. Biết thế nói yêu làm chi, yêu để rồi chia ly. Cứ nói sẽ quên được anh nhưng lòng sao vẫn nhớ. Chiếc lý mà không biết ý thì chắc là không có lo, có cho em
em quà cứ lang thang trong con số chi tiêu rồi mấy đêm nay cũng không thể nào mà nói để cho em hiểu. Mấy thằng bạn em có khi treo nó lại càng ngấm thức cay, nhưng vì bất công thì anh lại nhận thêm nhiều. Không muốn cãi vã nên chỉ tiếng ồn ào, cần được giải quyết một cách thật tỉnh táo. Nhưng mà im lặng trong người luôn cồn cào ra vô nè à, đưa tay lên và chỉnh áo. Mà thôi anh vào phòng anh cần được nghỉ ngơi, anh không thể kiềm chế được những lời nói. Anh như là họa sĩ và chỉ được vẽ vời. Xin lỗi anh làm phiền vì giờ đã trời tối. Có khi đã chung một mái nhà và xa nhau.
nhân tâm.